Thưa quý vị, với quy mô đầu tư 220 triệu đô la Mỹ, Trung tâm nghiên cứu và phát triển R&D của Samsung tại Việt Nam ngày hôm nay đã chính thức được ra mắt với kỳ vọng và cam kết góp phần khẳng định Việt Nam là cứ điểm sản xuất, nghiên cứu quy mô quan trọng nhất cũng như tạo ra những công nghệ hàng đầu của tập đoàn điện tử số 1 Hàn Quốc. Tòa nhà trung tâm được thiết kế với 16 tầng nổi và 3 tầng hầm với tổng diện tích xây dựng là hơn 11.600 m² và diện tích sàn là hơn 79.500 m². Đại diện Samsung cho hay, đây sẽ là nơi phát triển, nghiên cứu của Samsung không chỉ cho lĩnh vực sản phẩm điện thoại, máy tính bảng, mà còn ở các lĩnh vực trí tuệ nhân tạo AI, vạn vật kết nối IoT, dữ liệu lớn, Big Data, mạng 5G, tạo tiền đề để Việt Nam có thể đi trước đón đầu với những thay đổi của cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Thủ tướng Phạm Minh Chính cho rằng, việc Samsung mở trung tâm R&D tại Việt Nam là minh chứng cho định hướng, cam kết của hãng trong việc hoạt động lâu dài tại Việt Nam, đồng thời thể hiện thành quả của mối nhân duyên 30 năm Việt Nam-Hàn Quốc. Nay đã là đối tác chiến lược toàn diện. Về tập đoàn Samsung, chúng tôi mong muốn tiếp tục mở rộng các hoạt động đầu tư, kinh doanh, coi Việt Nam là một cứ điểm quan trọng nhất, chiến lược toàn cầu, toàn diện hơn nữa về sản xuất, nghiên cứu phát triển các sản phẩm chủ lực ra thị trường quốc tế. Thủ tướng cũng đề nghị Samsung khẩn trương chuẩn bị điều kiện cần thiết để sớm sản xuất sản phẩm lưới bóng chip bán dẫn, phấn đấu đặt mục tiêu sản xuất đại trà từ tháng 7 năm 2023 tại một số nhà máy Samsung Việt Nam, tạo bước khởi đầu cho mục tiêu khép kín chuỗi sản xuất trong lĩnh vực điện tử của tập đoàn tại Việt Nam. Dự kiến trung tâm R&D của Samsung tại Việt Nam sẽ đón khoảng 3.000 kỹ sư tới làm việc. Ngoài đầu tư mở rộng lĩnh vực phát triển hướng tới biến nơi đây trở thành cứ điểm R&D số 1 khu vực và toàn cầu, ông Roh Tae-moon, Tổng Giám đốc Tập đoàn Samsung Điện tử nhấn mạnh đến việc xây dựng nền tảng cho đào tạo nhân lực công nghệ chất lượng cao tại Việt Nam, cho Việt Nam. Từ đó, những công nghệ lõi của điện thoại di động hay lĩnh vực bảo mật đa phương tiện sẽ được nghiên cứu phát triển tại Việt Nam. Hàng loạt sản phẩm công nghệ cao được tăng tỷ lệ nội địa hóa và có thể vươn ra thị trường toàn cầu thay vì hạn chế trong một khu vực. Việc đi vào hoạt động của tòa nhà này đã đánh dấu cột mốc đưa Việt Nam từ một trung tâm cứ điểm sản xuất sản phẩm trở thành cứ điểm nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Samsung. Và trong tương lai, những sản phẩm được nghiên cứu và phát triển của Samsung tại Việt Nam được kỳ vọng cũng sẽ được cung cấp tới người dùng trên toàn cầu. Tính đến cuối năm 2021, tổng số vốn đầu tư lũy kế của Samsung tại Việt Nam là 18,2 tỷ đô la Mỹ và được dự đoán sẽ vượt 20 tỷ đô la Mỹ vào cuối năm 2022. Hiện Samsung là nhà đầu tư Hàn Quốc lớn nhất ở Việt Nam.